cái dây sừng năng lông ở trẻ khi mới xuất hiện ấy, thì chúng ta thấy những cái vết đỏ ở trên da của trẻ. Cái vết đỏ này có thể rải rác ở khắp trên cơ thể. Tuy nhiên thì như cũng đã nói, chia sẻ ở phía trên là tức là chúng ta hay gặp ở vùng mông hoặc là những cái vùng mặt rũi của tay. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bạn hỏi bác sĩ trả lời của phòng khám Đông y Tuệ Đường. Các bạn thân mến, thì dây sừng lăng lông là một dạng viêm da hay gặp tại phòng khám. Trong số đó thì trẻ em cũng mắc rất nhiều. Dây sừng lăng lông ở trẻ nhỏ thì không nguy hiểm tới sức khỏe hay là ảnh hưởng tới tính mạng của các con, nhưng lại để lại những sẩn ngứa ảnh hưởng tới sinh hoạt cũng như là đời sống hàng ngày của trẻ nhỏ. Vậy làm thế nào để giúp bố mẹ nhận biết và phòng tránh căn bệnh dây sừng lăng lông ở trẻ nhỏ? Thì hôm nay Hà Trang xin mời các bạn lắng nghe những chia sẻ tới từ bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh của phòng khám Đông y Tuệ Đường các bạn nhé. Dây sừng lăng lông ở trẻ nhỏ là căn bệnh như thế nào ạ? Dây sừng lăng lông ở trẻ nhỏ là một bệnh da mãn tính và chúng ta hay gặp ở trẻ dưới 2 tuổi và hoặc là trẻ đang lứa tuổi dậy thì, ít khi mà chúng ta gặp ở người lớn. Và chúng ta thấy rằng là cái dây sừng lăng lông thì thường là ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể của da của trẻ, nhưng hay gặp ở các nếp gấp, ví dụ như là nếp gấp khuỷu tay, khuỷu chân, ở mông hoặc là ở má. Và người ta theo nghiên cứu thì nó là do hình thành từng loại protein mà nó có xuất phát từ keratin, tức là những cái thành phần của da của tóc ấy, làm cho cái da của trẻ thô ráp, sần sùi, rất ít khi gây ngứa. Chính vì vậy mà các mẹ thì chủ quan và không để ý đến những cái bệnh lý này của con. Và cái bệnh này thì có yếu tố liên quan đến yếu tố di truyền. Ví dụ chúng ta để ý thấy bố, mẹ hoặc là người thân trong gia đình mà mắc thì trẻ sẽ có nguy cơ mắc nhiều hơn. Bệnh này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên thì nó lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Rất ít khi ngứa, nhưng cũng có ngứa làm cho bệnh nhân, đôi khi thì có làm cho bệnh nhân rất là khó chịu. Chính vì vậy mà nếu như các mẹ mà để ý sớm mà điều trị sớm cho con thì sẽ không để lại những cái sẹo trên da, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của trẻ. Dạ thưa cô, thì dây sừng lăng lông ở trẻ có những triệu chứng nào đặc biệt để nhận biết thấy không ạ? Cái dây sừng lăng lông ở trẻ khi mới xuất hiện ấy, thì chúng ta thấy những cái vết đỏ ở trên da của trẻ. Cái vết đỏ này có thể rải rác ở khắp trên cơ thể. Tuy nhiên thì như cũng đã nói, chia sẻ ở phía trên là tức là chúng ta hay gặp ở vùng mông hoặc là những cái vùng mặt rũi của tay. Và thứ hai là khi mà chúng ta sờ vào cái bề mặt của da thì thấy sần sùi, hơi thô ráp. Thứ ba đấy là cái tình trạng cái tế bào chết sẽ tụ tập ở đó nhiều và nó sẽ làm cho cái lông ở cái vùng đó bị rụng đi rất là nhiều. Và cuối cùng khi mà trời hanh khô thì chúng ta thấy cái vùng da ráp đấy sẽ rất rõ và làm cho trẻ cái vùng da đấy cảm giác như hơi căng căng khó chịu và đặc biệt là rất ít khi gây ngứa. Dây sừng ở trẻ này ít chuyển thành mãn tính, nhưng mà khi mà đã sang mãn tính ấy, thì nó sẽ có những cái triệu chứng là cái vùng da bị dây sừng đấy nó sẽ chuyển màu, tức là thay đổi sắc tố da, nó có thể sẫm màu hoặc là sẽ màu đỏ ửng. Thứ hai là có thể ngứa nhẹ nhưng mà không ngứa dữ dội nhé, và nếu ngứa dữ dội thì là cái bệnh lý khác. Và thứ ba đấy là tái phát rất nhiều lần. Bệnh dây sừng lăng lông này thì có những cái nguyên nhân như thế nào gây ra bệnh này không ạ? Như cô đã chia sẻ ở trên ấy, dây sừng lăng lông đấy là do cái rối loạn sản sinh keratin gây nên bệnh này. Tuy nhiên thì nó có một số yếu tố thuận lợi làm cho bệnh phát triển nhanh lên và nặng lên. Đầu tiên là chúng ta phải kể đến là trẻ mắc một số những cái bệnh có thể nhiễm vi khuẩn này hoặc là nhiễm virus này thì nó sẽ thúc đẩy quá trình nhanh lên. Thứ hai đấy là mắc một số những cái bệnh viêm da cơ địa, ví dụ như là bị chàm này hoặc là những cái mụn cóc mà chúng ta không được chăm sóc này, hoặc là những cái vết chai hoặc là những cái vết chàm ở trên da ấy. Thứ ba đấy là do trẻ không được vệ sinh sạch sẽ đúng cách, làm cho các tế bào chết lắng đọng ở trên da và kèm theo những là bụi bẩn nữa. Thưa cô, thì tại nhà bố mẹ có cái cách nào để giúp cho con phòng tránh được cái căn bệnh dây sừng lăng lông này không? Cách chăm sóc da cho bé ở nhà của các mẹ và các bố, tức là gia đình ấy, sẽ rất là quan trọng đối với cái bệnh dây sừng lăng lông. Bởi vì nếu chúng ta chăm sóc tốt thì sẽ hạn chế được cái tình trạng mắc bệnh, và khi mắc bệnh rồi thì nó cũng sẽ hạn chế được tình trạng chuyển sang mãn tính. Đầu tiên thì các mẹ lưu ý là không tắm cho các con bằng nước quá nóng, chỉ nên tắm bằng nước ấm hoặc là nước mát thôi, bởi vì khi tắm nước nóng làm cho da trẻ bị kích ứng. Thứ hai đấy là không chà sát mạnh. Ví dụ như khi tắm cho trẻ thì chúng ta sẽ dùng cái khăn bông mềm lau nhẹ nhàng ở trên da, vì da của trẻ nó rất là mỏng và dễ bị kích ứng. Nếu chúng ta chà sát mạnh sẽ làm cho da của chúng ta bị kích ứng. Tiếp theo đấy là chúng ta không dùng cho trẻ những cái sữa tắm hoặc là xà phòng ấy mà có cái chất tẩy rửa mạnh, bởi vì tất cả những cái chất đấy sẽ rất là kích ứng mạnh đến da của trẻ. Như chúng ta đã biết đấy, với những cái trẻ mà bị dây sừng lăng lông, tức là da nó rất là mẫn cảm rồi,
và nó sẽ dễ bị kích ứng. Và một trong những cái lưu ý tiếp theo đấy là chúng ta phải mặc quần áo rộng rãi cho trẻ, không mặc những cái đồ bó sát và đồ ni lông, bởi vì nó sẽ làm cho da của trẻ sẽ bị bí bít, bị trà sát. Tiếp theo đấy là nếu như cho trẻ ở trong cái phòng điều hòa thường xuyên ấy, tức là cái độ ẩm thấp, chúng ta sẽ phải dùng cái dưỡng ẩm cho trẻ thường xuyên. Chúng ta sẽ dùng những cái chất dưỡng ẩm lành tính, an toàn và có nguồn gốc thiên nhiên là tốt nhất, và chúng ta sẽ bôi cho trẻ ngày 2 đến 3 lần. Thưa cô, thì với cái căn bệnh dày sừng lăng lông ở trẻ nhỏ này thì hiện nay đang có những phương pháp nào có thể điều trị được căn bệnh này ạ? Thông thường thì với cái dày sừng lăng lông ở trẻ cho đến bây giờ chưa có cái thuốc nào để điều trị hoặc là cần phải can thiệp vào cái giai đoạn dày sừng lăng lông của trẻ, nhất là giai đoạn đầu. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái biện pháp chăm sóc da như ở phía trên á, thì cũng sẽ ổn định được cho trẻ. Tuy nhiên, nếu trong cái tình trạng dày sừng lan nhanh, tiến triển nặng, tức là bị sẽ nhiều vùng và nó sẽ sẫm màu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của trẻ rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có thể can thiệp bằng các phương pháp. Ví dụ chúng ta có thể dùng cái liệu pháp retinol. Thứ hai là điều trị bằng laser và kết hợp với cái tẩy da chết tại chỗ, hoặc là chúng ta có thể dùng bằng điều trị bằng đông y. Tại phòng khám Tuệ Y Đường thì sẽ có một số những cái thuốc bôi và thuốc lau, tức là nó có tác dụng bạt sừng mà nó rất là an toàn cho cái làn da mỏng manh của trẻ và cũng có hiệu quả rất là tốt. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ Thu Huyền về căn bệnh dày sừng lăng lông ở trẻ nhỏ. Mình mong rằng bố mẹ có thêm hiểu biết, nhận biết về căn bệnh này sớm nhất, cũng như có những biện pháp phòng tránh cũng như điều trị phù hợp cho các con. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì về căn bệnh dày sừng lăng lông ở trẻ nhỏ hay các bệnh khác thuộc khoa như da liễu, nam khoa, phụ khoa hay cơ xương khớp, các bạn có thể để lại bình luận ngay dưới video này hoặc gọi trực tiếp tới số hotline của phòng khám 0789 502 555 để được các bác sĩ tại phòng khám hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Ngoài ra là mình đừng quên có lịch khám trực tiếp với bác sĩ Thu Huyền tại phòng khám Tuệ Y Đường, địa chỉ số 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.